Giới thiệu với mọi người, đây là cái view đọc sách mỗi sáng của mình. Hiện tại là mình đang quay về buổi trưa nên là không cà phê. Đây là cái giá để sách nè, Chinum. Đó, nhìn là biết ai làm liền. Buổi sáng mà không quá bận rộn và hôm đó mình nghĩ là một ngày nhẹ nhàng thì mình sẽ lựa cái cuốn này để đọc. Bắt đầu một ngày mới rất là tuyệt vời. Mình có một cái giá để sách cũng rất là tuyệt vời đây nè, nên là một động lực rất lớn để mình đọc sách luôn á. Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Đó. Hiện tại là đang trong mùa dịch đúng không? Nên là mình không có gì ngoài thời gian, nên là hôm nay mình vẽ cái mặt mình hơi lớn. Mọi người thông cảm giúp mình, tại vì mình gửi là 22-23 tuổi rồi, mình cũng nên tập make up một tí. Để ví dụ như mà có những công việc mà mình cần phải chân diện nó một xíu thì cũng được, chứ mà nó hơi lố thật. Bỏ qua vậy. Cuốn sách ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người đó là Tuyển tập Nam Cao. Mình nghĩ là lý do mà mọi người bây giờ sẽ khá là ít đọc những cái cuốn này, tại vì văn học nước ngoài phát triển và khi mà mình đã học những năm cấp 2, cấp 3 rồi thì những cái tác phẩm này nó khá là quen thuộc rồi và mình khá là nhàm chán. Các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho những lúc rảnh rỗi. Một cái cuốn tuyển tập như thế này thì nó cũng rất là nhẹ nhàng, mình đọc nó trong vòng 3 ngày. Tại vì mình rảnh nè, thứ hai là nó hay thật. Và mình cũng muốn lan truyền cái năng lượng đến với mọi người, đó là hay thật mọi người. Mình đọc nhiều khi mình cứ nghĩ là văn học nước ngoài nó mới hay, nó mới sâu sắc thế này kia, nhưng mà thực tế là những tác phẩm này cực kỳ hay luôn. Tới lúc mình đọc á, có chuyện mà mình cảm động mình khóc luôn á. Tuyển tập mà nên là nó sẽ gồm nhiều truyện ngắn của nhà văn Nam Cao, viết trước 1945 và sau 1945. Ví dụ như một số tác phẩm mà các bạn có thể thấy quen mặt như là Chiếc Phèo nè, Cái Mặt Không Chơi Được nè, Sóng Mòn. Còn sau cách mạng thì sẽ có Đôi Mắt và Ở Rừng Nhật Ký. Đó là những cái tác phẩm khá là tiêu biểu á. Thì mình nghĩ là một quyển sách nhỏ nhỏ như thế này, nhìn nó vậy thôi chứ nó đọc nhanh lắm các bạn. Tại vì truyện ngắn nó có cốt truyện là đàng hoàng á, đọc nó rất là cuốn, phù hợp cho những buổi sáng nhẹ nhàng và những ngày giãn cách, hoặc là những cái lúc mà mình cảm thấy buồn, sau đó mình cần tìm một cái nguồn năng lượng mới á, thì mình đọc. Cơ bản là lúc mình đọc mình sẽ cảm thấy là mình yêu cái cuộc sống này hơn, mình thấy là mình phải trân trọng cuộc sống này hơn. Mình rất là may mắn khi được sinh ra trong thời bình đó, nên là mình phải yêu quý nó nhiều hơn, và cho dù có chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ trôi qua thôi. Ở đây có hai chuyện mà mình rất là tâm đắc, đó là chuyện Cái Chết Của Con Mực và Một Đám Cưới. Tới lúc đọc cái cuốn này rồi đó, thì mình mới đọc cái quyển này, và tới lúc mình đọc hai cái chuyện ngắn đó, trời, mình buồn mà kiểu mình buồn mà mình khóc thảm thương luôn á mọi người. Không, nó kiểu nước mắt nó cứ muốn dâng lên, cảm xúc nó muốn chực trào. Nhưng mà lúc đó mình đang ngồi quán, mình không thể nào mà khóc được, mình chứng tỏ cho mọi người là mình sẽ khóc thành một câu chuyện ngắn được. Trong này sẽ có những cái chuyện ngắn mà nó đúng là khá ngắn, và có những cái chuyện mà nó khá dài, đọc nó cũng hơi mệt mỏi, thì mình có thể lựa chọn đọc theo cái sở thích của mình. Ví dụ mình mở một lục ra xem mình thấy cuốn nào hay thì mình đọc. Trước khi qua video này thì mình đã lên mạng mình xem review những tác phẩm của Nam Cao, thì đa số nó đều là những cái nhận xét như kiểu hồi cấp 2, cấp 3 mình học đó, là tác giả cảm xúc rồi mang hơi hướng trào phúng rồi buồn rồi nên lên hoàn cảnh này kia. Mình cảm thấy nó hơi bị văn chương quá, như là những cái bài viết cấp 2, cấp 3. Cũng khá ít cái bạn trẻ giới thiệu quyển này tới mọi người. Bây giờ thì xu hướng này sẽ là đọc những quyển sách của nước ngoài, những quyển sách được dịch lại lịch sử loài người hoặc lịch sử tương lai này, hoặc là những chuyện được dịch. Nhưng mà mình cảm thấy là đối với Việt Nam mình có những như thế này nè cực kỳ hay luôn, và nó xứng đáng để được ở trong tủ sách của các bạn. Nếu như mà các bạn là một người thích đọc truyện rồi thích tìm những cái tác phẩm mà kiểu nó nhẹ nhàng thôi, nó không mang quá nhiều tầng nghĩa mà phải suy nghĩ quá nhiều, kiểu mình đọc tới đâu là nó sẽ hiện ra ngay trước mắt của mình, mình đọc tới đâu là mình tưởng tượng ra là mình đang trong cái hoàn cảnh đó luôn á, và nó rất là nhẹ nhàng thôi. Nó nhiều lúc nó sẽ mang những cái nỗi đau mà mình tự nhiên đọc xong rồi mình nói lên, hoặc là nhiều lúc mà nó cái niềm vui nó nhen nhóm khi mà mình thấy cái nhân vật đó đạt được một cái gì đó. Buổi sáng á, khi mà mình pha cà phê uống thì mình sẽ lựa một cái chuyện ngắn ngắn trong này để mình đọc, và mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy là vô cùng là nuối tiếc nếu như mà mình quên giới thiệu nó đến với các bạn. Thì sau cuốn này mình nghĩ là mình sẽ mua Vũ Trọng Phụng, tại vì mình thích số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Và sau khi mình đọc xong quyển đó thì mình sẽ lại giới thiệu với mọi người. Nếu như mà các bạn muốn mình review một cuốn sách nào đó hay là bộ truyện nào đó thì các bạn cứ bình luận dưới đây, mình sẽ cố gắng để có thể giới thiệu nó đến với mọi người. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và mình rất mong nhận được những đóng góp, ý kiến, những cái nhận xét của các bạn để kênh của mình ngày càng có thể phát triển nhiều và nhiều hơn nữa. Và cảm ơn mọi người rất nhiều.